Xin chào các em đã đến với bộ môn khoa học tự nhiên 7. Các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của bài học tiếp theo. Tiết 3 bài 4 sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhóm trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trước hết thì chúng ta phải hiểu nhóm là gì. Nhóm chính là tập hợp các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau và được xếp thành một cột theo chiều tăng dần về điện tích hạt nhân. Các em biết không, trong bảng tuần hoàn gồm có 18 cột, trong đó có 8 cột là nhóm A và 10 cột là nhóm B, hay còn gọi là nhóm các nguyên tố kim loại chuyển tiếp. Nhưng trong phạm vi của chương trình khoa học tự nhiên 7, chúng ta chỉ đề cập đến 8 nhóm A. Các nhóm sẽ được ký hiệu bằng các chữ số La Mã từ 1 đến 8 trong bảng tuần hoàn. Cô lấy ví dụ như 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A và 8A. Như các em đã biết, số thứ tự của nhóm sẽ bằng số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của mỗi nguyên tố thuộc nhóm đó. Cô lấy ví dụ như nguyên tử lithium có 3 electron và có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Suy ra, nguyên tử lithium sẽ thuộc nhóm 1A. Tiếp theo là nguyên tử chlorine có 17 electron. Lúc này các em sẽ thấy ở lớp ngoài cùng của nguyên tử chlorine có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Vậy suy ra chlorine sẽ thuộc nhóm 7A. Khi chúng ta quan sát bảng tuần hoàn, chúng ta thấy rằng nhóm 1A gồm các nguyên tố kim loại hoạt động mạnh, còn gọi là kim loại điển hình, trừ nguyên tố hydrogen. Nguyên tử của chúng đều có một electron ở lớp ngoài cùng. Điện tích hạt nhân của các nguyên tử kim loại trong nhóm 1A sẽ tăng dần từ nguyên tố lithium cộng 3 đến nguyên tố francium, ký hiệu Fr cộng 87. Nhóm 7A gồm các nguyên tố phi kim hoạt động mạnh, phi kim điển hình, trừ nguyên tố Ts. Nguyên tử của chúng đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Điện tích hạt nhân của các nguyên tử phi kim trong nhóm 7A tăng dần từ F cộng 9 đến At cộng 85. Còn nhóm 8A gồm các nguyên tố khí hiếm. Nguyên tử của chúng đều có 8 electron ở lớp ngoài cùng, trừ nguyên tố helium. Điện tích hạt nhân của các nguyên tố tăng dần từ nguyên tố He cộng 2 đến nguyên tố Og cộng 118. Và trong bảng tuần hoàn, những ô màu xanh đại diện cho ô kim loại, những ô màu hồng phi kim, màu cam khí hiếm. Dựa vào những kiến thức trên thì các em hãy áp dụng và làm bài tập sau đây. Cho các nguyên tố có số thứ tự lần lượt là 8, 12, 15. Số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tố trên là bao nhiêu? Cho biết mỗi nguyên tố nằm ở nhóm nào và đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Để làm được bài tập này thì các em sẽ dựa vào bảng nguyên tố tuần hoàn. Chúng ta thấy rằng đối với số thứ tự là 8 là vị trí của ô nguyên tố oxygen. Ở vị trí số 8 tương ứng có 8E, lớp đầu tiên có tối đa là 2 electron. Vậy suy ra lớp ngoài cùng sẽ có 6 electron. Vậy nguyên tố oxygen có 6 electron ở lớp ngoài cùng thuộc nhóm 6A. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, chúng ta thấy rằng ô số 8 màu hồng. Vậy ô số 8 của nguyên tố oxygen sẽ là phi kim. Tương tự như vậy, ô số 12 khi chúng ta tra bảng nguyên tố tuần hoàn, chúng ta thấy rằng ô 12 là nguyên tố magnesium có 12 electron. Khi phân bố 12 electron vào từng lớp thì thấy rằng lớp ngoài cùng có 2 electron, suy ra chúng thuộc nhóm 2A. Ô số 12 là ô màu xanh, vậy magnesium là kim loại. Ô 15 là ô của nguyên tố phosphor có 15 electron. Khi phân bố vào các lớp electron, chúng ta thấy lớp ngoài cùng của phosphor có 5 electron. Suy ra chúng thuộc nhóm 5A. Màu của ô 15 trong bảng tuần hoàn là màu hồng, suy ra nguyên tố phosphor là phi kim. Câu số 2, các em hãy quan sát hình 4.5 và cho biết những nguyên tố nào có tính chất tương tự nhau.
Khi chúng ta quan sát vào hình một số nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn, chúng ta thấy rằng các nguyên tố trong cùng một nhóm, có nghĩa là cùng một cột dọc, sẽ có tính chất hóa học tương tự nhau. Các nguyên tố ở nhóm 1A trừ hydrogen đều là nguyên tố kim loại hoạt động mạnh. Còn các nguyên tố ở nhóm 7A đều là nguyên tố phi kim hoạt động mạnh. Các nguyên tố ở nhóm 8A đều là các khí hiếm, trơ, không tham gia các phản ứng. Các em hãy dựa vào bảng nguyên tố tuần hoàn và hãy hoàn thiện thông tin còn thiếu trong bảng sau. Trong bảng này, người ta cho tên nguyên tố, ký hiệu hóa học, nhóm, chu kỳ. Đối với nguyên tố đầu tiên, họ cho tên nguyên tố calcium. Vậy các em sẽ tra bảng để tìm ký hiệu hóa học của calcium. Ký hiệu hóa học là Ca, nhóm 2A, chu kỳ 4. Nguyên tố tiếp theo người ta đã cho chúng ta ký hiệu hóa học là P. Các em tra bảng nguyên tố hóa học thì chúng ta thấy rằng ký hiệu hóa học P có tên nguyên tố là phosphor. Nguyên tố này thuộc nhóm 5A, chu kỳ 3. Nguyên tố thứ 3, xenan, ký hiệu hóa học XCE, nhóm 8A, chu kỳ 5. Tương tự như vậy, các em hãy dựa vào bảng tuần hoàn và cho biết vị trí nhóm chu kỳ của các nguyên tố K, Mg, Al. Các em hãy nhớ nhóm là cột dọc, chu kỳ là hàng ngang. Thế vậy từ đây chúng ta thấy rằng nguyên tố K có số thứ tự O19 thuộc nhóm 1A, chu kỳ 4. Nguyên tố Mg có số thứ tự O12, nhóm 2A, chu kỳ 3. Nguyên tố Al, số thứ tự O13, nhóm 3A, chu kỳ 3. Câu 2 trong sách giáo khoa: những nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc cùng một nhóm? A, O, S, S, E. B, N, O, F. C, N, A, M, G, K. D, N, E, N, A, M, G. Các em hãy suy nghĩ và viết đáp án của mình ở phía dưới phần bình luận cho cô nhé. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có cấu tạo gồm các ô nguyên tố, chu kỳ và nhóm. Tập hợp các nguyên tố hóa học có cùng số lớp electron trong nguyên tử theo hàng ngang gọi là chu kỳ. Và các nguyên tố trong chu kỳ sẽ được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Còn số thứ tự của chu kỳ sẽ bằng số lớp electron. Cuối cùng, tập hợp các nguyên tố hóa học theo cột dọc, có tính chất hóa học tương tự nhau và sắp xếp theo chiều ngang tăng dần điện tích hạt nhân được gọi là nhóm. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.